bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Và ngay bên cạnh tôi đây chính là top 7 sản phẩm loa karaoke bán chạy nhất tại Bảo Châu Elec tháng 9 năm 2019. Cặp loa đầu tiên đó là cặp loa BIK BZ 668 đến từ thương hiệu Nhật Bản. Dòng loa với thiết kế 3 loa, 2 loa chép và 1 loa bát, đường kính 25cm cùng công suất lên tới 100W và mắc đạt tới 400W. Dòng loa này thì phù hợp với không gian gia đình từ 15 cho đến 25m². Hiện tại giá bán của sản phẩm này tại Bảo Châu Elec là 6.210.000 đồng cùng chế độ bảo hành chính hãng 3 năm. Cặp loa thứ hai đó là cặp loa BIK BZ S 968. Dòng loa BIK BZ S 968 đây là dòng loa với thiết kế 5 loa, 2 trung, 2 tép và 1 loa bát 30cm, công suất sử dụng trung bình 300W và mắc đạt tới 650W. Cặp loa này phù hợp với không gian gia đình từ 20 cho đến 30m² và giá bán của sản phẩm này hiện tại là 9.590.000 đồng tại Bảo Châu Elec với chế độ bảo hành 3 năm chính hãng. Và cặp loa thứ ba đó là cặp loa đến từ thương hiệu JBL của Mỹ, đây là dòng loa JBL MK12. Dòng loa sở hữu với thiết kế 3 loa, 2 1 tép, 1 trung và 1 loa bát 30cm. Công suất sử dụng trung bình là 250W, đạt max lên tới 1000W. Dòng loa này phù hợp với không gian gia đình từ 20 cho đến 30m². Và hiện tại giá bán của sản phẩm này là 10.390.000 đồng tại Bảo Châu Elec và chế độ chính hãng, bảo hành chính hãng 1 năm. Và tiếp theo đó là 4 chiếc loa full bán chạy nhất tại Bảo Châu Elec tháng 9 năm 2019. Và sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm loa Anto AT1000. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu của Mỹ. Và cặp loa này hiện tại sở hữu đường kính loa bát 25cm cùng công suất 300W, sử dụng giọng học tép kèn. Sản phẩm này thì phù hợp với không gian gia đình từ 15 cho đến 25m². Giá bán của sản phẩm này tại Bảo Châu Elec là 9.390.000 đồng cùng chế độ bảo hành chính hãng 1 năm. Và tiếp theo đó là cặp loa Domus 6100. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản. Và hiện tại sản phẩm này có đường kính loa bát 25cm cùng họng tép kèn, công suất sử dụng trung bình là 205W trên một chiếc, mắc có thể đạt tới 1200W. Và sản phẩm này hiện tại đang được phân phối tại Bảo Châu Elec với giá 10.900.000 đồng. Quý vị các bạn có thể sở hữu cho sản phẩm này không gian gia đình từ 15 cho đến 25m², bảo hành chính hãng 2 năm. Và cặp loa thứ ba đó là cặp loa đến từ thương hiệu Anto TS312. Đây là sản phẩm loa active, loa liền công suất, không cần sử dụng công suất, quý vị bạn có thể hát rất là hay. Và sản phẩm này có sử dụng đường kính loa bát 30cm cùng họng tép kèn, công suất sử dụng trung bình lên tới 1000W, mắc có thể đạt tới 2000W. Không gian sử dụng có thể đạt tới 40m², không gian gia đình và có thể đánh cả ngoài trời. Cặp loa này hiện tại đang phân phối chính hãng tại Bảo Châu Elec với mức giá 17.909.000 đồng. Và sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ bảy đó là cặp loa đến từ thương hiệu Anto, cũng của Mỹ. Và đây là sản phẩm nằm trong series BLS và sản phẩm này là BLS 12+. Sản phẩm này sở hữu đường kính loa bát 30cm cùng công suất mắc lên tới 350W và mắc đạt tới 700W. Hiện tại giá bán của sản phẩm này là 10.909.000 đồng và sử dụng không gian trong gia đình khoảng từ 25 cho đến 35m² cùng chế độ bảo hành chính hãng 1 năm. Và trên đây chính là top 7 loa karaoke bán chạy nhất tại Bảo Châu Elec tháng 9 năm 2019. Nếu quý vị các bạn muốn sở hữu một trong 7 cặp loa này, hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài 19000255 của Bảo Châu Elec để được đặt hàng online, hoặc đến trực tiếp các showroom của Bảo Châu Elec để mua hàng. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị các bạn hãy cùng test thử một trong 7 cặp loa này nhé. Chuyện tình thương nhất trên hoa xưa.
xin có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xinh, đứng nhìn xinh tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến bên xa sông. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng đời chiến tranh, mấy người đi chờ lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về. Quý các bạn đã được lắng nghe chất âm của một trong 7 cặp loa karaoke bán chạy nhất tại Bảo Châu Lex tháng 9 năm 2019. Và ngay bây giờ tôi sẽ điểm danh lại 7 cặp loa karaoke này. Cặp loa đầu tiên đó là cặp loa BIK BJ668, loa bass 25cm. Cặp loa tiếp theo là cặp loa BIK BJ F968, đây là loa sở hữu đường kính loa bass 30cm. Cặp loa tiếp theo đó là cặp loa JBL MK12, cũng sở hữu đường kính bass 30. Và cặp loa tiếp theo, cặp loa thứ tư đó là cặp loa JBL. Và cặp loa thứ tư đó là cặp loa Anto AT1000, đây là dòng loa full sở hữu đường kính loa bass 25cm. Và không thể thiếu được một trong những thương hiệu đến từ Nhật Bản, đó là cặp loa Domus 6100, cũng sở hữu đường kính 35cm. Và đặc biệt trong top 7 này không thể đó là một trong những cặp loa Anto Active, đó là phiên ES312, dòng loa sở hữu đường kính 35cm. Và cặp loa Anto BLS12+. Nếu quý vị các bạn có những đánh giá về top 7 sản phẩm loa karaoke bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam tại Bảo Châu Lex thì quý vị các bạn hãy comment ngay phần dưới video này. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Quý vị các bạn hãy nhấn like cũng như subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Đừng quên nhấn nút chuông để nhận được những video mới nhất, những chương trình khuyến mại của Bảo Châu Lex. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!